Dạ vâng, Nguyễn Thái Dương Bố Kết xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả quý cô bác anh chị. Hôm nay em đang đi thăm một cái vườn bồ kết và cũng là cái mùa thu hoạch nha bác nhé. Thì nhà bác này thì bác ấy trồng được một vườn ở trên đồi và cây này bác lại trồng ở nhà. Đây em quay là ở thành phố nha bác nhé. Không cứ là phải ở nông thôn mình mới trồng được bồ kết. Các bác có thể thấy xung quanh nhà rất là dày, nhưng mà bác trồng cũng tận dụng được cái nguồn đất trồng ở chỗ này được một cây bồ kết rất là sai. Đấy, các bác thấy này, cây bồ kết ghép trồng thì tỷ lệ ra quả là 100% và các đầu chùm thì rất là sai nhau nhé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy những cái đầu chùm này thì ví dụ như là 3-4 cành này thì mình có thể được 1 cân luôn rồi. Cây này là cây năm thứ 8 thì năm nay dự kiến cho thu hoạch là chắc xít soát 2 tạ quả tươi nhau nhé. Quay trực tiếp cho các bác xem. Đây là cái giống bồ kết nhà em. Về cái phần mắt ghép thì nhà em vẫn ưu tiên là chọn những cái cây bố mẹ thật là xuất sắc để tạo ra những cái cây lứa cây con tuyệt vời như thế này. Bồ kết thì đang là một trong những cây giống được ưa chuộng và đang mang lại kinh tế cao cho bà con. Bà con nào có nhu cầu về cây giống thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để bên góc phải màn hình. Hoặc là bà con có cái quả bồ kết bán ở trên mọi miền Tổ quốc, em Dương thu mua số lượng không giới hạn nhé bác nhé. Các bác có thì có thể là phơi khô xong đó gửi cho em. Hoặc là các bác không phơi được thì các bác có thể gửi tươi cho em. Các bác hái không các bác gửi tươi cho em. Thì các bác cứ liên hệ qua số điện thoại. Số điện thoại này em có Zalo nhau nhé. Em để số điện thoại bên góc phải màn hình. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em bằng một lượt đăng ký kênh và chia sẻ những video về cây quả bồ kết để cho mọi người có thể biết đến. Hiện tại nhà vườn em vẫn đang cung cấp số lượng cây bồ kết ghép rất lớn. Bác nào có nhu cầu trồng thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Hiện tại cây bồ kết ở trên vườn nhà em thì đang phát triển rất là mạnh. Cây thì cũng to khỏe, mập mạp, cứng cáp, bầu rễ ổn định. Các bác có thể thấy là mầm ghép này nó cũng thoát ra được từ 5 đến 10 phân, 20 phân. Bác nào có nhu cầu trồng cái cây này thì liên hệ với em. Cây bồ kết ghép nhà em làm luôn bảo đảm nhé. Và có chế độ bao bù bảo hành cho tất cả các bác, các anh, các chị. Bác nào mà trồng với số lượng lớn thì có thể liên hệ em trước. Cây nó cao dao động từ mặt bầu lên từ khoảng 60 đến 70cm nha bác nhé. Em xin phép được kết thúc cái video tại đây. Xin trân trọng kính chào tất cả quý cô bác anh chị và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.